Từ nhiều năm nay tại tuyến đê hữu sông Kinh Môn thuộc địa phận thôn Cam Thượng, xã Tuấn Việt, huyện Kim Thành, luôn tồn tại tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng không được che chắn đúng quy định làm rơi vãi đất đá, cát sỏi xuống đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đá sỏi, cát được các xe tải chở từ bến tập kết vật liệu xây dựng gần bến Đỏ Quýt do không được phủ bạt hoặc phủ bạt không đúng quy định nên đã làm rơi ra đường, khiến người điều khiển phương tiện đi lại khó khăn. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông tại đoạn đê này. Mặc dù tình trạng này diễn ra nhiều năm nhưng chưa được các ngành chức năng địa phương quan tâm xử lý dứt điểm. Theo điều 20 Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì hành vi chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng, ngoài ra còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.